Yeah, yeah.
trực tiếp này. Coi như doanh nghiệp cũng mất, bà con mỗi người mất tất cả. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trong quá trình làm thì có thể là nó đau cuội hay là cái gì nó không đúng. Mình nói gì sai thường này đây này, trước thanh niên và nhật này, trước bà con thì mình xin lỗi. Còn đất là của nhà nước, không phải đất mình. Cho nên mình cũng phải trả. Nếu là của nhà nước thì trả lại cho tỉnh, tỉnh trả lại cho dân. Đúng rồi. Cho dân làm việc. Rồi. Cái này thì không có thể liên quan đến công ty. Tỉnh trả lại cho dân. Đây là nhà lành, làm như thế này. Vượt một lao rồi. Để tỉnh giải quyết. Nếu đất của tỉnh trả lại cho tỉnh đi. Tỉnh giải quyết cho dân. Nếu cần thì mình nói này. Nếu cần thiết thì mình nói vậy, là nói là ngày mai một họp trong buôn cũng được, họp công ty cũng được, giải quyết hôm nay luôn. Người dân thế nào thì mình coi như đúng. Họp bà lô ấy, xin họp. Mình đã nói là đất của ngày đất của mình là sao mình có thể. Bất lắc đến nói là đất của công ty trả lại cho tỉnh. Ông muốn làm gì thì ông làm sao? Phải học, học là cả của dân, đất của dân. Biết là hai mình đang bây giờ sắp bắt đầu hết còn dân thì có. Là để cho bà con mình thực thụ. Dân mong muốn lúc này là ủy ban nhân dân tỉnh hô họp trong buôn người dân ý kiến thế nào thôi thỏa trực tiếp đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Để mình về làm tờ trình. Nhất là hai là nộp cho quốc hết rồi đấy. Sẽ ghi nhận ý kiến đó, làm tờ trình. Vậy như này, lần A2 á, bà chào với cái buồn sàng như này. Cái đồng lấy mục là nhủ, mục lạ. Cái tóc đó hả? Ờ. Đó, quên hết. Không có nào hết rồi. Nào hết, mục hết. Xin anh chị Trang, đây sẽ là cái gì vật chí. Xa qua, tích đồng hộ. Lấy cái nào cũng được. Công ty nhập bạc cái đồng tin tắc lại nhập bạc cái đồng tin vợ an ninh tin là ta nhập bạc sau là lý do gì luôn nhập bạc tèm xịt e là lá ba như thế nào một nếu nhá a hai a ba như thế nào vượt nói vượt tất biệt đó đúng chưa chưa có mấy đó là không trả đình giết nhưng tôi là tôi trả đình giết xe cũng nằm của dân bây giờ tại sao Phước không trả lại mình photo đàng hoàng mình đưa cho xem chưa có không có không có không có không có không có không có chưa có mà mười mấy năm được nộp hết Phước không có dân yêu cầu ra lại cho dân không làm công ty nữa. Không tin công ty nữa. Coi cái mẫu người ta chứ kìa. Đi theo công ty trả lại đất cho tỉnh. Nên là đất mục cho dân. Mục họ là bố là ông ra ban nội này. Cái bìa đó là cất từ nhà chứ làm sao mà cầm đi được. Ừ. Ừ. Có đâu mà có. Tên này 25 đi đâu. Không phải làm đâu. Năm sau là về nộp cho nó là 22 tên rưỡi. Hôm bữa. Đâu đâu tôi quá. Tức là đến chắc đâu tử đâu. Mục mục cái này. Không cái đất đâu hành của mình nhưng mà chưa biết cái đất nào của nhà nước cho mình quản lý mà người ta mình hay đất. Tại sao ông bữa Phương nói là đất của Phương, Phương muốn làm gì thì làm. Biết cái phần làm nơi có đất rồi có người ta này để có cuộc họp là để bữa làm cuộc họp nói ra mày ông cái xe bây giờ nói về mình khó mình nói được rồi xin anh cao mưa có là chỉ chàng cái chấp tuyên đi bộ đây bây giờ này là như lại đây dù không có quyền giải quyết được như loạt cơ như loạt cơ loạt cơ làm này làm buồn sang cái làm này nhớ là thể nhận tầm hai sang cái chuyện gì vậy làm việc ở đây lý do gì ít nào hết ở xung quanh này nữa là tạm thời mình không đồng gì hết không được ra làm gì nữa bất y tổng nước nên áp lại Phước nói nhắc lại những người nước nào chỉ xung quanh này là mình không ra
đặng mà sao mà căn mạo đấy. Ông Phước làm đất bông làm đất riêng không? Ông giao ông tôn rồi để người dân đi được nào. Ông Phước làm đất bông sông của dân ở đây. Vào hết giờ mình đi hồ rồi. Nhưng mà cái đó cái mình ở bên chưa thì làm được.